trời nẻm tường Hanswan đề bài 180D của hãng Hanswan. Thì trên tay tôi là máy trời nẻm tường đề bài 180D. Thì đặc điểm của máy là công suất là 1250W, có đề nhãn là 180mm, có đèn led chiếu sáng, có điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, linh phụ kiện đi kèm bao gồm tay giá đỡ, tay cầm, lục giác, hàm. Đây là bao đựng bụi, ống hút bụi. Ngoài ra mình có thể mua thêm giấy chạy nhãm. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra máy chạy nhãm tường đề bài. Đầu tiên ta sẽ gắn tay cầm vào, máy. Tiếp theo ta sẽ gắn ống hút bụi vào máy. Và ta sẽ gắn ống hút bụi vào trong bao bụi, bao đựng bụi. Việc tiếp theo là ta tiến hành gắn giấy nhãm vào đĩa nhãm. Đây là loại đĩa gai nên ta chỉ cần bóp giấy nhãm vào là nó tự dính. Ta canh thẳng lỗ, trên này nó có các lỗ để hút bụi. Ta canh sau đây ta sẽ tiến hành cắm điện thử máy chờ nhãm. Sáng dùng để chà nhãm trong trời tối ban đêm, những chỗ tối, góc tối mà không đèn tiếp hay là thứ không đến được. Tôi đã điều chỉnh được tốc độ 1, 2, 4, 5, 6. 2, nấc số 1 nhé, như các thấy nấc số 1. Máy chà khá nhẹ nhàng. Đây là nấc số 2. Đây là nấc số 3. Đây là nấc số 4. Đây là nấc số 5. Đây là nấc số 6. Trên đây là hướng dẫn sử dụng và giới thiệu về máy DIY 180D. Hy vọng qua bài viết này quý khách sẽ có, qua video này quý khách sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình. Xin thành cảm ơn. Audio Jungle.